hãy ghi nhớ 6 điều này. Ngay cả khi bạn đang mệt mỏi và buồn bã, chỉ cần thực hành theo, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Một, Phiền não luôn có, nhưng nếu không bận tâm, chúng sẽ tự tan biến. Càng tính toán, càng khổ đau. Ngược lại, càng bao dung, càng hạnh phúc. Khi lòng rộng mở, mọi chuyện đều trở nên nhỏ nhặt. 2. Điều gì đến rồi sẽ đến, điều gì đi cũng không giữ lại được. Đừng quá lo lắng về được mất cái thuộc về bạn cuối cùng sẽ ở lại với bạn. 3. Cuộc đời vốn vô thường, ta đến với hai bàn tay trắng, ra đi cũng chẳng mang gì theo. Vì vậy, hãy sống vui vẻ và tận hưởng hiện tại. 4. Sức khỏe và bình an mới là hạnh phúc thực sự. Không gặp tai ương, không gặp họa chính là may mắn. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, mọi thứ khác chỉ là phù du. 5. Người trí tuệ không nói nhiều, không tranh giành khi gặp việc. Im lặng là vàng. Nói ít sẽ bớt sai lầm. 6. Mọi chuyện đều tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Không có cuộc gặp nào là vô nghĩa, không nỗi đau nào là không có lý do. Người làm bạn tổn thương đến để dạy bạn bài học, và nhờ đó, bạn trở nên tỉnh ngộ.